Xin kính chào tất cả mọi người. Trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều các loại tôn của các cái thương hiệu, các cái đơn vị sản xuất khác nhau. Và làm thế nào để chúng ta được đánh giá được xem là cái loại tôn nào tốt hơn, hay là cái loại tôn nào phù hợp với nhu cầu của chúng ta, hoặc là ví dụ bây giờ cho 2-3 cái loại tôn ra trước mặt chúng ta có các thông số đấy, làm sao để chúng ta biết được loại nào là loại tốt hơn. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ làm cái video để giúp quý vị giải đáp tất cả những cái thắc mắc đó. Tức là chúng ta sẽ giúp chúng ta hiểu rất là rõ về các cái thông số của tôn, và qua đó thì chúng ta sẽ biết được cái loại nào phù hợp với nhu cầu của chúng ta và cái loại nào tốt hơn loại nào. Đấy, thì tôi sẽ trình bày một cái cách đơn giản dễ hiểu nhất. Bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết. Để mà đánh giá về chất lượng cũng như giá cả của tôn thì tôi sẽ chia nó ra làm các cái thông số, bao gồm thông số chung và thông số chi tiết. Tại sao lại phải chia như này? Vì cái thông số chung theo tôi là những cái thông số mà dựa vào đó là ngay lập tức chúng ta có thể định hình ngay được cái sản phẩm này nó thuộc cái phân khúc nào. Tức là phân khúc giá rẻ, hay phân khúc bình dân, hay là phân khúc dòng cao cấp. Giống như kiểu vàng ấy. Bây giờ nhắc tới vàng nha. Bây giờ nói vàng Tây thì tự nhiên chúng ta biết là cái khoảng nó là cái khoảng bao tiền một chỉ rồi, đúng không ạ? Hay là vàng 3.9, vàng 4.9 thì dựa vào đó chúng ta có thể biết ngay là nó loại nào đắt hơn loại nào. Hoặc là vàng 18K hay vàng 24K, hay là một chỉ so với hai chỉ cái nào đắt hơn, thì gần như là nếu mà nghe thấy những cái thông số này chúng ta sẽ định hình ngay được nó là cái rơi vào cái phân khúc sản phẩm, nó rơi vào cái phân khúc giá nào. Thì tôn nó cũng như vậy. Nếu mà xét chung một cái cùng một cái thương hiệu sản xuất, ví dụ như là một cái sản thương hiệu tôn Hoa Sen chẳng hạn, đúng không ạ? Thì các cái thông số sau đây nếu mà chúng ta dựa vào cái loại tôn đó, chúng ta sẽ biết ngay nó thuộc rơi vào cái phân khúc tôn nào. Đầu tiên thì phải kể đến đó là cái loại sản phẩm hay là cái loại tôn đó là loại tôn gì. Đấy, thì tôn nó có rất là nhiều loại, như là tôn kẽm này, tôn lạnh này, tôn kẽm màu hay tôn lạnh màu. Đấy, thì nếu quý vị muốn, cái này tôi sẽ không nhắc lại nữa, nhưng quý vị muốn tham khảo về các cái sản phẩm tôn này thì có thể xem cái video chi tiết về tôn mạ màu tôi đã trình bày, có cái, các cái sản phẩm tôn này, từ cái cách tạo ra cho đến so sánh chất lượng. Thì ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh là tôn lạnh màu là cái dòng sản phẩm tôn tốt nhất bây giờ để làm tấm nập. Thì hôm nay tôi cũng chỉ đi sâu vào cái dòng tôn lạnh màu này thôi. Đấy, thì nếu mà chúng ta so sánh các cái, ví dụ nghe tới cái, các loại tôn này thì chúng ta biết là tôn lạnh màu là tôn tốt nhất. Thì đấy là loại tôn. Cái thứ hai là cái độ dày của tấm tôn. Độ dày của tôn chúng ta hay nghe thấy là tôn 3 gem, 4 gem, 5 gem, hay là 0.35, 0.4, 0.5. Đấy, thì cái này nó cũng giống nhau cả. Gem nó là đơn vị tính độ dày của tôn và nó bằng 0.1 mm, tức là 1 mm của chúng ta ấy, hay 1 ni đấy, thì là bằng 10 gem. Đó. Thì cái tôn này càng dày thì chất lượng nó càng tốt và giá thành nó càng cao. Đấy, thì cái tôn mà chúng ta hay sử dụng lập nhà nó có độ dày rơi vào khoảng từ 0.35 cho đến 0.5 mm, hoặc là từ 3.5 đến 5 gem đấy. Thì nếu một cái loại tôn mà nó dày hơn tí nữa thì chắc là nó giá thành nó cao hơn và nó tốt hơn. Hay là tôn mỏng hơn thì chất lượng nó sẽ kém hơn một chút. Hay dựa vào cái độ dày này chúng ta sẽ đánh nhìn nhận ngay được nó là thuộc cái phân khúc tôn nào. Hoặc là cái thông số thứ ba nữa là thông số về độ dày của lớp mạ. Như cái video tôi có chia sẻ về cái cấu tạo của tôn ấy, thì cái lớp lõi thép tôn của chúng ta là bản chất nó là một cái lớp lõi thép và được bao phủ lên bởi một cái lớp mạ hợp kim nhôm kẽm cũng như là một lớp sơn màu. Và cái lớp mạ hợp kim nhôm kẽm này nó chính là cái lớp thành phần cốt lõi để bảo vệ cái tấm tôn của chúng ta tránh phải cái sự oxy hóa của môi trường, giúp chống ăn mòn, chống oxy hóa. Thì là cái lớp này là cái lớp quan trọng nhất. Thì cái lớp này nó mạ được mạ càng dày thì nó càng tốt và giá nó càng cao. Thì cái độ dày của lớp mạ nó có ghi được bằng những cái thông số ở đằng sau tờ tôn, có ghi những cái thông số như là AZ50, AZ70, 100, 150. Thì cái thông số 50, 70, 100, 150 này nó là cái độ dày của cái lớp mạ hợp kim nhôm kẽm cho cái tấm sản phẩm đó. Ví dụ như là AZ50 là người ta mạ cho nó 50g hợp kim nhôm kẽm trên 1m2, hay là AZ70 là người ta mạ 70g trên 1m2. Thì cái thông số này nó càng lớn, con số này nó càng lớn thì nó càng tốt và giá thành nó càng cao. Đấy, thì những qua nếu mà cùng một thương hiệu thì nghe tới độ dày và nghe tới cái độ dày lớp mạ chúng ta sẽ biết được loại nào đắt hơn loại nào rồi và loại nào tốt hơn. Thì thông thường cái dòng tôn mà chúng ta lập nhà ấy, sử dụng vào cái công trình dân dụng nó sẽ là AZ50 và AZ70, có thể đến AZ100 nữa. Còn các công trình công nghiệp cần chất lượng tốt hơn, người ta có thể sử dụng cái dòng tôn AZ150 và cái độ dày nó cũng dày hơn. Thì đấy là những cái thông số chung giúp chúng ta định hình và
kiểu như là xếp loại nó ra xem nó cái là dòng tôn nào là dòng tôn giá rẻ, dòng tôn nào là dòng tôn bình dân hay sử dụng, và dòng tôn là dòng tôn cao cấp, chất lượng cao hơn, giá đắt thành giá thành đắt. Thì đấy, dựa vào thông số đấy để chúng ta đánh giá. Nhưng tuy nhiên chúng ta phải xét trên cùng một thương hiệu tôn, chứ không thể xét hãng này với hãng khác được. Tiếp theo, ví dụ như là chúng ta có cái thông số xung này nó trùng với nhau hết rồi. Hay bây giờ để chúng ta bây giờ đi so sánh giữa các hãng với nhau đi. Giữa các hãng với nhau thì bây giờ những cái thông số nào để chúng ta biết được là cái chất lượng nó tốt hay không, hay là so sánh chất lượng một cái cách gần chính xác nhất, gần chính xác là xem của hãng nào tốt hơn. Thì chúng ta phải dựa vào cái gọi là thông số chi tiết. Cái thông số chi tiết ở đây sẽ gồm 6 cái thông số để giúp chúng ta đánh giá. Đầu tiên đó là thông số về sai số độ dày. Ví dụ như tấm trên cái tà tôn này có ghi là độ dày 0,4mm và bên phải nó có cái đóng mở ngoặc 0,03. Thì cái 0,0 cộng trừ 0,03 là sai số về độ dày. Độ dày sai số về độ dày nó càng nhỏ thì cái tấm tôn của chúng ta nó càng phẳng thì càng tốt. Đấy là sai số về độ dày. Cái thông số thứ hai đó là tỷ trọng của cái tấm tôn đó, tức là cái khối lượng trên 1m2 ấy của cái loại tôn đó là bao nhiêu. Đối với các loại tôn 0,4 thì cái tỷ trọng của nó rơi vào khoảng từ 3 cân 3 cho đến 3 cân rưỡi 1m2. Thì nếu mà cái loại tôn mà chúng ta cân hỏi cái loại tôn 0,4 này mà cái tỷ trọng của nó rơi vào khoảng dưới 3 cân thì cái tôn đó là giá nó chắc chắn nó sẽ rẻ hơn, và trên 3 cân rưỡi thì tôn nó sẽ đắt hơn. Rồi thì cái yếu tố thứ ba nữa là yếu tố về cái độ dày của lớp sơn, độ bóng mịn đều màu của cái lớp sơn này. Thì cái độ dày của lớp sơn có một số những cái thương hiệu người ta sẽ ghi ở trên cái vỏ cuộn, có một cái tờ giấy dán ở trên cái vỏ cuộn cái tôn nguyên bản ấy, nhưng mà chúng ta mua về thì đâu có được nhìn cái đó đâu. Nên chúng ta chỉ có thể bằng mắt thường chúng ta đánh giá cái độ bóng mịn của tôn đấy và cái độ đều màu nó có đồng đều hay không, thì chúng ta có thể đánh giá một cách bằng mắt thường, chúng ta đánh giá sơ bộ thôi. Thì mình cũng không trình bày được nhiều nữa, bởi vì đây là cảm nhận của mọi người, nó không có những cái tiêu chuẩn nào cả để chúng ta đánh giá được. Tiếp theo là một cái thông số về chế độ bảo hành. Thì đối với loại tôn bây giờ người ta rất là bền, người ta bảo hành cho chúng ta cả chống ăn mòn thủng lẫn là bảo hành chống phai màu từ 5 cho đến 10 năm tùy theo cái quy định của nhà sản xuất người ta đưa ra. Thì dựa vào cái chế độ bảo hành này chúng ta cũng có thể đánh giá được. Nếu đơn vị nào mà bảo hành sản phẩm của họ dài hạn hơn thì có thể là cái sản phẩm đó mình có thể đánh giá khách quan là có thể nó sẽ tốt hơn, người ta mới dám bảo hành dài hơn chẳng hạn như vậy. Rồi thì một cái tiêu chuẩn nữa là tiêu chuẩn về các cái thông số về tiêu chuẩn chất lượng, chẳng hạn như là trên mặt sau của tôn nó có ghi những cái tiêu chuẩn như là GAS, G3322, ASTM 775, hay là những cái tiêu chuẩn của đây là những cái tiêu chuẩn của Nhật, của Mỹ, của Úc, của châu Âu hay là của Việt Nam. Thì những cái tiêu chuẩn này là cái gì thì chúng ta có thể hiểu nôm na nó là những cái tiêu chuẩn mà giống như kiểu là để đánh giá là cái học sinh này nó là học sinh giỏi ấy, hay là học sinh giỏi cấp trường, cấp thành phố, cấp huyện ấy, kiểu kiểu nó như vậy. Tức là người ta có những cái đơn vị đo lường, người ta công bố một cái tiêu chuẩn chất lượng là như vậy cho cái sản phẩm tôn lạnh màu này. Nếu tất cả các nhà sản xuất gửi đơn đăng ký lên và đưa cái sản phẩm của họ ra, nếu người ta phân tích ok đáp ứng được cái tiêu chuẩn này thì người ta sẽ chứng nhận cho cái sản phẩm đó đã đáp ứng được cái tiêu chuẩn GAS 3322 chẳng hạn. Thế còn nếu mà chúng ta để so sánh được các cái tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn nào nó thực sự là tốt hơn thì chúng ta phải dùng Google hay là dùng Internet để tra cứu. Vì cái này nó cũng hơi bị khó, nó không phải là tiêu chuẩn 1, 2, 3 để chúng ta đánh giá được, mà nó là tiêu chuẩn của mỗi nước khác nhau. Nó cũng tương đối là khó để chúng ta đánh giá. Cái này thì nó khá là chuyên sâu để chúng ta có thể tham khảo. Và một cái cuối cùng nữa để chúng ta có thể đánh giá một cách và một cái cuối cùng nữa chúng ta có thể dựa vào đó để đánh giá, đó là cái thương hiệu sản xuất ra các sản phẩm tôn đó. Ở Việt Nam hiện nay thì có khoảng 20-30 các cái đơn vị tôn nội địa đã khẳng định được tên tuổi và đang cạnh tranh rất là gắt gao với nhau. Có thể kể ra như là Olympic này, Vina này, Hoa Sen này, Đại Thiên Lộc này, Nam Kim này, Tôn Phương Nam, Tôn Đông Á này, rồi Vitech, Hòa Phát, Việt Nhật, Việt Pháp, Việt Ý, Việt Hàn, Sanco, nhiều, rất nhiều. Thì các cái thương hiệu này đều đã khẳng định được tên tuổi và cạnh tranh nhau ngày càng gắt gao. Họ đang luôn nỗ lực cải tiến chất lượng sản phẩm cũng như là
để chinh phục cái người tiêu dùng. Thực ra thì theo đánh giá của cá nhân tôi thì cũng không có thương hiệu nào thực sự là nổi bật hơn rõ rệt cả. Đấy, và cũng không có thương hiệu nào là đuối lại cả. Và đang cạnh tranh nhau rất là gắt, mỗi một cái thương hiệu thì có cái thế mạnh riêng của mình. Đấy, thì đó là tất cả những cái thông số giúp chúng ta định hình được về chất lượng, về giá cả của Tâm Tôn. Ví dụ như bây giờ quý vị hỏi nhà hàng xóm là nhà bác nộp loại tôn nào đấy, thì bác hàng xóm trả lời là nhà tôi nộp tôn lạnh Vina AZ100 màu nung chuột, độ dày 0.4. Thì như cái tấm tôn này chẳng hạn, đây mặt sau nó đây, tôi muốn ví dụ tôi đang nói đến cái loại tôn này đây. Thế và nhà chúng ta về xem lại nhà chúng ta thì chúng ta đang nộp loại tôn Vina cũng độ dày 0.4 nhưng mà AZ50. Thì là như vậy là quý vị đã hiểu tại sao là tôn nhà mình lại rẻ hơn tôn nhà bác bên hàng xóm rồi, đúng không ạ? Vì người ta có cái độ dày lớp mạ nó lớn hơn. Đấy, người ta là 100 còn mình là có 50 thôi, thì giá người ta đắt hơn, nhà mình rẻ hơn. Đấy, thì qua cái video này hy vọng là quý vị đã phần nào đó được hiểu rõ về các cái sản phẩm tôn, các cái thông số để đánh giá chất lượng cũng như là giá cả của các cái sản phẩm tôn một lớp, tôn lạnh màu. Đấy, thì nếu quý vị còn khó cái gì thấy cảm thấy khó hiểu và muốn thắc mắc hay là muốn chúng tôi tư vấn chi tiết hơn thì có thể để lại bình luận ở cái để lại comment ở cái phần bình luận của video, chúng tôi sẽ trả lời quý vị. Nếu như quý vị thấy video của chúng tôi hữu ích thì hãy đừng quên cho một like và một chia sẻ để khích lệ tinh thần cũng như là đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.